Hello, xin chào toàn thể các bạn nhé. Cửa hàng công nghệ nghe lén 4.0 hotline 0886992345. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người cái dòng sản phẩm máy ghi âm ngụy trang hình cây bút viết mọi người nhé. Đó, đây. Đó. Như những dòng cây bút viết đời cũ là nó sẽ dùng bộ nhớ trong là 8GB mọi người nhé. Nhưng cái dòng bút đời mới này nó sẽ dùng bộ nhớ ngoài. Đó, bộ nhớ ngoài hỗ trợ tối đa là 32GB mọi người nhé. Đó, đây. Đó. Bút này vẫn viết được như bình thường mọi người nhé. Đó, vẫn viết được như bình thường. Đó, khi hết mực thì các bạn thay ngòi mực ở đây là được mọi người nhé. Đó. Đó, đi kèm theo thiết bị một bộ đầy đủ thì sẽ gồm có những sản phẩm này mọi người nhé. Đầu tiên là sẽ làm một cái rắc để chuyển đổi tai nghe này. Đó, rắc chuyển đổi tai nghe. Đây là một chân cắm tai nghe này. Đó, các bạn sẽ cắm tai nghe vào đây. Đó, đây, như cắm như này là được mọi người nhé. Và một cái đầu lọc thẻ mọi người nhé. Đầu lọc thẻ để các bạn có thể là copy những dữ liệu ra máy tính cũng như là copy sang file khác mọi người nhé. Và một dây cắm sạc này. Thì hết pin các bạn sạc pin như sạc pin điện thoại thôi. Đó, dung lượng pin của chiếc bút ghi âm này được khoảng 2 ngày mới hết pin mọi người nhé. Đây. Đầu ra 5V mọi người nhé. Đó. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm với cái dòng sản phẩm máy ghi âm ngụy trang hình chiếc cây bút viết này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên mình đây, kết bạn Zalo, Facebook số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho bạn. Và các bạn đăng ký kênh YouTube ủng hộ đơn vị nhà mình, đơn vị mình sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho các bạn. Và đặc biệt là các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB, đơn vị nhà mình gắn sẵn vào trong cây bút ghi âm cho các bạn mọi người nhé. Về các bạn chỉ cần bật lên là ghi âm thôi. Đó. Chương trình đó chỉ dành riêng cho những bạn nào đã đăng ký kênh YouTube Em Phát đây thì mới được tặng kèm thôi các bạn nhé, và được miễn phí ship thôi. Còn bạn nào mà chưa đăng ký thì nhanh tay đăng ký để được hưởng những phần quà ưu đãi mọi người nhé. Đó, thì nhận hàng các bạn cứ bóc hàng ra kiểm tra và test thử thoải mái. Giống như video mình đang quảng cáo đây thì các bạn mới phải thanh toán tiền, mà không giống như video mình đang quảng cáo đây thì các bạn cứ hoàn hàng với cho mình và đơn vị nhà mình là không thu tiền ship của mọi người nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ giới thiệu qua cho bạn một số nút chức năng ở trên thiết bị và đi vào hướng dẫn sử dụng chi tiết cho mọi người. Mình sẽ cất những cái phụ kiện không dùng đến đi. Đây. Bút nhìn rất là đẹp. Bút này sẽ chia làm hai phần này. Phần bên dưới đây là phần ngòi mực nữa nhé. Ngòi các bạn viết. Hết mực thì các bạn thay ở dưới này. Còn đây. Đây là phần main. Đây phần main mọi người nhé. Nút ở trên đầu đây là nút để các bạn bật ghi âm mọi người nhé. Nút bật nguồn. Đó. Còn đây là chân cắm sạc này. Đó. Còn đây là chân cắm thẻ nhớ. Đó. Thì cái bút ghi âm này hỗ trợ tối đa thẻ nhớ là 32GB đúng mọi người nhé. Các bạn gắn thẻ nhớ nó cao quá 128GB hoặc là 256GB vào thì nó sẽ không dùng, nó sẽ không được hiệu quả đâu. Nó sẽ bị lát mọi người nhé. Đó. Thì sau đây mình sẽ gắn thẻ nhớ 32GB vào và đi vào test cái chất lượng ghi âm cho mọi người. Đây. Để cắm thẻ nhớ nhá thì các bạn cắm cái chiều mặt đồng lên hướng lên chỗ có chân sạc này. Các bạn cắm như này. Đó, các bạn cắm sâu vào như này. Đó, sau đó các bạn xoáy kịch vào. Này. Đó. Thì để sử dụng thiết bị nhá thì các bạn nó có lỗ nguồn bên trên này và đây là lỗ báo đèn này. Đó, thì các bạn dí liền vào. Bao giờ đèn sáng lên thì các bạn bỏ tay ra. Đó, các bạn bỏ tay ra như này. Đó. Thiết bị nhấp nháy đèn là tắt đi là thiết bị đang ghi âm mọi người nhé. Đó, đây các bạn cài vào cúc áo ngực này, như là cài vào túi quần, túi áo đều được hết mọi người nhé. Đó, chất lượng của ghi âm của chiếc bút này có hỗ trợ lọc âm là 4.1 nên là nghe cực kỳ rõ nét mọi người nhé. Đó, đây là file ghi âm thứ nhất mọi người nhé. Tí nữa mình sẽ test cho các bạn là tổng 2 file. Sau tí nữa các bạn test vào máy tính nghe cho các bạn xem thử luôn. Chất lượng ghi âm của nó cực kỳ tốt. Đó. Đó, khi nào các bạn không muốn ghi âm nữa nhé, không muốn ghi âm nữa thì các bạn lại dí liền mà. Dí liền khoảng mấy giây. Đó, thiết bị sáng đèn như này là thiết bị tắt đi mọi người nhé. Còn khi nào các bạn muốn ghi âm một đoạn tiếp theo nữa thì các bạn lại bật lên. Đó. Đây, đây là file ghi âm thứ hai mọi người nhé. Đây, còn đợi một chút. Đó, test thiết bị tắt đèn đi như này là đây là file ghi âm thứ hai. Đó, tí nữa mình sẽ test cho các bạn.
Các bạn bút này rất thích hợp cho những bạn nào làm nhà báo cũng như là làm công an. Đó. Như anh chị làm bất động sản đi 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 ghiêm ghiêm lại mọi người nhé. Đó. Này. Đó. Giống chiếc bút thật đến 99%. Đó. Này. Đó. Rồi mình sẽ kết thúc đoạn file ghiêm thứ hai này. Đó, các bạn dí liền bên trên. Đó, bắt đầu cái đèn nó sáng lên nha thì các bạn bỏ thấy ra mọi người nhé. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ test cho các bạn hai cái file game đấy. Đó, mình sẽ tháo thẻ nhớ ra này. Đó, mình sẽ tháo thẻ nhớ ra. Đây, nhớ ra. Đó, tháo thẻ nhớ ra các bạn cho vào cái đầu lọc thẻ này. Đó, cắm vào đầu lọc thẻ. Sau đó các bạn cắm vào máy tính thôi nhé. Cho mình sẽ cắm vào máy tính của nhà mình này. Đó, đây. Đó, đây. Đó, đây là kênh YouTube chính của mình mọi người nhé. Đây, mình dùng YouTube này và một kênh YouTube này nữa. Đó, mình chỉ dùng hai kênh YouTube thôi. Đó, đây. Đó, thì các bạn đăng ký kênh YouTube ủng hộ đơn vị mình mọi người nhé. Đó, đây. Đây là kênh chính của mình. Đó. Đó, sau đây mình sẽ vào cái mục My Computer. Đó, mình sẽ test cho các bạn hai cái file game vừa nãy. Đó, đây là hai file game này. Đó, mình sẽ test cho các bạn đây, nó sẽ có cả giờ luôn. Đó, mình sẽ test cho các bạn file đầu tiên. Đó, đây mình sẽ chất lượng lọc âm rất là ok. À, đây là file thứ nhất mọi người nhé. Khi các bạn không muốn ghiêm nữa nhé, không muốn ghiêm nữa thì các bạn dí liền của người dân. Đây là file ghiêm thứ nhất mọi người nhé. Còn đây là file ghiêm thứ hai. Tắt đèn như này. Đây là file game thứ hai. Đó, đây file game thứ hai rồi nhé. Các bạn bút này rất thích hợp cho những bạn nào làm nhà báo như là làm công an. Đó. Anh chị làm bất động sản đi 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 game game lại rồi nhé. Đúng chỗ bút thật đến 90%. Đó. Đây nó sẽ đang chạy dây rồi. Đó, đó là hai cái file game vừa rồi mình test cho các bạn rồi nhé. Đây mình sẽ cho màn hình xuống này. Đó thì vừa rồi mình đã test cho các bạn hai cái file game của chiếc bút ghi âm này ghi lại. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về cái dòng sản phẩm máy ghi âm ngụy trang hình chiếc cây bút viết này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886992345. Kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh YouTube của một đơn vị nhà mình. Đơn vị mình sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho các bạn. Và các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình gắn sẵn vào trong cây bút cho mọi người. Và các bạn chỉ bật lên là ghi âm thôi mọi người nhé. Đó thì video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn lại mọi người ở những video clip sau.